máy tách bạn có thể làm được. Cái áo đen mà hôm rồi mà các bạn được học ở lớp ý, là cái máy đấy là cô tách bằng toàn bằng tay. Ngày mấy ngày nó tách tay thì cũng thế thôi. Nhưng mà khi bóc ra như này nhưng mà cho máy thôi nhanh, không không ra cô giáo hướng dẫn mày. Chắc chắn là phải có rồi gì. Nhưng mà mày không. Cái này bắt buộc phải khâu ấy, là khâu để có thể mặc được cả hai lớp. Em mặc một lớp thôi. Không mình không tay cũng mặc một lớp. Ok được rồi đang ạ. Và như cả nhà đang nhìn thấy là những cái áo măng tô hoặc là những cái sản phẩm thủy mà đang có tại lớp học ấy, phần chính là đồ liệu của Thái. Và hiện tại thì Thủy đang hướng dẫn các bạn là đi chọn những cái mẫu khuy để phù hợp với mẫu áo vest và măng tô trong đợt này. Cả nhà thấy khuy này có đẹp không ạ? Đẹp nhá. Ok, rất là nhiều khuy đẹp. Thôi được mở ra xem. Đây là cái khuy mà mình chọn cho cả măng tô này. Đúng không? Quá đẹp. Và một chút xịn với cả nhà nhá. May những cái áo mà cao cấp thì nên sử dụng những cái dòng khuy như thế này thì nó mới giá trị cả nhà. Học tiếp thì khuy là không bao giờ có đẹp đâu ạ. Áo đẹp rồi, chứ đẹp thì đôi khi còn cái áo mà khuy đẹp thì sản phẩm nhìn nó mới xịn. Cho nên là các bạn mà cứ muốn mua khuy đẹp thì cứ qua đây. Đây là khuy này để khâu vào áo vest nhé. Cái này là khâu khuy chính ở phần khuy ở áo này. Còn cái này thì khâu ở tay. Hiện tại thì sẽ có hai cỡ. Nếu mà khúc to thì mình khâu ở vị trí chính, còn khúc nhỏ thì mình khâu ở tay. Rất là nhiều khuy đẹp luôn. Và Thủy cũng đã chọn cùng với các bạn được các loại khuy mà mình muốn rồi. Còn bây giờ thì đây là một số những cái mấm hoa tai. Nếu như mà bạn nào mà muốn xinh hơn cho ngày vế giảng thì có thể chọn để đeo khi vào chụp hình. Đó. Và bên này cũng vậy, rất là nhiều mẫu hoa đẹp này. Và đây thì là những cái hạt bí cườm. Ôi, rất là nhiều luôn. Ở đây cũng vậy, rất là nhiều các loại khuy đẹp tuyệt vời luôn cả nhà nhá. Đây nữa này. Rất là đẹp. Ôi, nói chung là ngày hôm nay là cái ngày mà mọi người rất là hào hứng xong một khóa học. Vì học rất là vất vả, nhiều công thức rồi nhiều kiểu cách. Xong cuối cùng thì là đi mua vải. Và lúc này thì các bạn mua rất là nhiều vải luôn. Và thì đang dắt các bạn đến đây để mua nốt cái phần khuy nữa là hoàn thành trong lô đồng hồ được này. Vậy thì cả nhà nếu ai có cần tư vấn gì thì cả alo nhắn tin cho Thủy nhá. Và bây giờ Thủy xin chào. Có đôi khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Để trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao đang rực cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi.